để chúng ta có một ngày mùng một Tết tưng bừng cờ hoa khắp nơi thì chúng ta phải sẵn sàng. Chúng ta sẵn sàng từ việc tức là bắt đầu từ ngày 23 cho đến ngày 30, chúng ta sửa soạn nhà cửa, chúng ta quét mạng nhện, chúng ta giặt đồ, chúng ta mua dầu, chuẩn bị trang trí cho mình bồn hoa, cây nghiệp, tất cả mọi thứ chúng ta phải sẵn sàng để có một ngày mùng một thật là tưng bừng hoa cờ khắp nơi. Cái việc sẵn sàng là việc rất là quan trọng. Mỗi một người để có một niềm vui trong một giai đoạn mới, để có một niềm vui trong công việc, để có một niềm vui cho cái hoạt động của mình thì chúng ta phải sẵn sàng. Và cái việc sẵn sàng là vô cùng quan trọng, và sẵn sàng với đầy năng lượng. Yes!